trên màn hình chưa? Rồi thì ạ. Rồi, bây giờ trong vòng nửa tiếng còn lại chúng ta làm nốt cái phần lý thuyết này nhé. Vì hôm sau chúng ta chuyển qua các cái dạng dạng toán. Đó là cái dạng toán đầu tiên là phần lý thuyết chúng ta phải nắm trước rồi đã. Không có lý thuyết sao chúng ta làm các bài tập được, các bạn cứ môn nó nhé. Cứ từ từ. Bây giờ chất nào sau đó là muối trung hòa? Rồi trả lời coi này. Câu này trích ra từ Đại học Quốc gia 2021 năm vừa rồi. Chọn đáp án nào đây em? Hey. B thì ạ. B. Được chưa? B chính xác. Đó. Không giải thích nha. Câu số 2, chất nào là soda là muối trung hòa? Thì chúng ta chính là chọn đáp án C, được chưa nào? Nó có sự trùng lập ở đây thì quên tuyển bớt đi. Vì chất nào soda là muối axit? Chúng ta chọn đáp án nào đây? A thì ạ. A. À. Câu số 4. Chất nào soda là muối axit? Chất nào soda là muối axit em nhỉ? Dạ, đáp án nào em? Hello. Anh ơi. C thì ạ. C là sai rồi. C là cái gì em nhỉ? Chúng ta phải phân biệt cho tài là cái gốc axit đúng không? Thì em hiểu cái gốc axit là cái thành phần sau khi mà hydro trong axit bị thay thế đi thì thành phần còn lại là gốc axit. Ví dụ như ở đây này có HCl đúng không nào? Thì ví dụ như là thầy trừ đi hydro đi, hiểu thay thế hydro thì còn lại là gì? Cl trừ thì gốc axit. Đúng không? Còn ở đây là gì? NH là chúng ta hiểu nó chính là gì, là kim loại nó liên kết với cái nhóm OH. Cái OH đâu phải là gốc axit đâu, là cái nhóm cái gốc hydroxit chứ không phải là gốc axit, hiểu không? Cái nhóm OH này không phải là gốc axit, được chưa? Bởi vì xuất phát từ nó đâu có axit nào mà trừ hydro còn nhóm OH đâu, nên chúng ta gọi nước là axit à, không thể nào, được chưa nào? Đúng không? Cho nên cái giống hydroxit không thể nào gọi là gì? Axit được. Mà nói là gì? Ba giờ. Được chưa nào? Nhớ không? Nhớ cái công thức tổng quát này không em? Phải hiểu cái này chưa? Cái tiếp không nắm này. Ba giờ. Hiểu chưa? Còn axit của nó, dạng tổng quát của nó là gì? Hydro kết hợp với gốc axit. Đó chính là axit. Được chưa? Còn oxit đã biết rồi. Đó là R2ON. Đó là oxit. R có thể là kim loại hay là phi kim. Còn muối thì chúng ta gồm có kim loại. Nhớ chưa nào? Hello, như vậy chúng ta chọn đáp án này đây. B án... thì ạ. B, chưa nào? B. Ở đây thì chúng ta hiểu H2B4 đó chính là gì đây? Là chúng ta biết rằng cái H3B4 này đã là một axit. Có 3 hydro đúng không? Thì bây giờ hydro nó bị thay thế bởi kim loại natri đi, tức là mất hydro đi, nó còn lại là gì đây? Đây chính là một gốc axit. Nếu bây giờ chúng ta mất đi 2 hydro, nếu mà ở đây là 2 hydro bị thay thế bởi kim loại thì lúc này ta còn được là gì? Đó cũng là gốc axit đúng không? Nhưng mà gốc axit còn hydro này, này cho nên nó là muối axit. Còn cái này là gì? Nếu trừ 3 hydro tức là mất hết hydro luôn thì chúng ta thu được là cái gốc axit trung của muối trung hòa đấy, hiểu không nào? Em hiểu chưa? Hello. Rồi thì ạ. Như vậy là cái H3O4 này nè, tùy vào nó chỉ có 3 cái loại gốc axit này nè, thì trong đó là cái gốc axit này không còn hydro cho nên muối của nó chính là muối trung hòa.
Còn gốc axit này còn hydro, một hydro ra tới hai hydro nào, được chưa? Rồi natri clorua được dùng để làm gia vị thức ăn, điều chế CMVM, thì câu này là chính là ứng dụng rồi. Còn natri clorua thì chọn đáp án này thôi, được chưa, nhớ chưa? Rồi natri carbonate là hóa chất quan trọng trong công nghiệp thủy tinh, bột dệt, phẩm nhuộm, chói sợi. Công thức của natri carbonate là, thì ở đây nó sẽ chọn đó là gì? Natri carbonate chính là câu A. Yeah. Trong chương trình mới bây giờ chúng ta cập nhật theo đó là đọc là sodium carbonate. Cố gắng đọc cái này nha. Sodium carbonate thì đọc tiếng Anh, về nhà chúng ta tra bảng ra. Rồi bây giờ câu số 7, natri hydrocarbonate là chất được dùng làm bột nở chế tạo chế thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Công thức của natri hydrocarbonate là, chúng ta chọn đáp án nào đây? Nhưng mà khi mà chúng ta đọc về muối, chúng ta có chữ hydro trước gốc axit thì đó chính là tên của cái, cách đọc tên của cái muối axit, hiểu không? Tức là khi mà có gốc axit còn hydro thì chúng ta sẽ đọc cái hydro ở trước, được chưa? Trước cái gốc axit đó, tương ứng đó, hiểu không nào? Ví dụ như ta có CO3 là ta đọc là gì? Là cái muối trung hòa là carbonate, đúng không? Thì cái muối axit tương ứng của nó chính là gì? HCO3. Nó còn một hydro thì ta đọc là hydro carbonate. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu không? À, cho nên ở đây thì ta chọn đáp án nào em nhỉ? C thì ạ. C. Ví dụ tiếp theo câu số 8, cho thực vật được sử dụng như một loại phân bón cung cấp nguyên tố kali cho cây trồng dưới dạng muối kali carbonate. Công thức của kali carbonate là, thì tránh ở đây chúng ta chọn đáp án là đáp án gì ạ? D thì ạ. Ừ, đáp án D đúng không? Câu số 9, canxi carbonate dùng để sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của canxi carbonate là gì? CaCO3 thì ạ. CaCO3 tức là canxi carbonate. À, thành phần chính của đá vôi là canxi carbonate, công thức của nó chính là nó trùng lập. Ở đây thì chọn con này. Chất nào sau đây không tan, tức là hay còn gọi là kết tủa trong nước, thì cái này ra bản tính tan ra. Mà ở đây chúng ta có tất cả là muối thì sử dụng quy tắc trên được không? Quy tắc là mạnh thì tan và yếu thì không tan, nhớ không? Nhớ lại quy luật đã không nào? Anh. Rồi bây giờ thì chọn đáp án nào? Phải nhớ ngoại lệ luôn nha, ngoại lệ một số ngoại lệ. Số cái ngoại lệ chúng ta đã nắm chưa? Em nói thầy là B ạ. Đó chính là đáp án B. Mặc dù ở đây là theo quy luật nó tan đúng không? Thằng này yếu nè, nhưng thằng này mạnh thì rõ ràng là tan, nhưng mà nó lại không tan. Yeah, thằng này là theo, bây giờ cái xét tan là theo quy luật thì mạnh nè, thằng này mạnh nè, nhưng nó tan. Thằng này mạnh nè, cả hai mạnh tan. Thằng này là yếu, cation kim loại yếu, gốc axit mạnh nên là tan. Đó. Rồi tương tự bây giờ chúng ta chọn đáp án nào đây? Chất nào sau đó là không tan trong nước? Câu 12. Cái này là nó thuộc theo quy luật đấy nha. Câu 12 này nè. Bây giờ xét theo KOH thì em là nó là gì? Một 3 giờ đúng không? Cái 3 giờ này chúng ta phải nhớ KOH là tan hay không tan nha. Học rồi. KOH tan thì ạ. Ở cái KOH này là 3 giờ của cái kim loại, 5 cái kim loại đúng không, mà tan trong nước thì cái 3 giờ tương ứng của kim loại tương ứng nó phải vậy, nó cũng tan trong nước, cho nên chỗ này là tan. Axit thì rồi đó là tan rồi. Còn cái này muối đồng clorua thì nó có một yếu tố mạnh nè, axit mạnh đúng không, thì tan. Cho nên rõ ràng chúng ta chọn đáp án C, đây là yếu, đây cũng yếu luôn, được chưa nào? Rồi chất nào sau đó là không tan trong nước? Thực hành coi nào nha. Câu D thì ạ. Câu D đúng không? Câu D. Câu số 14, chất nào sau đó tan trong nước? Chất nào sau đó là tan trong nước? B thì ạ. Tan trong nước nha. Đặt kỹ nè, tan trong nước.
phân tích thành phần nó ra em. Bây giờ cái muối natri của glua nè, natri là gì, cation mạnh hay yếu? Mạnh. Mạnh. Mạnh, còn thằng này hết mạnh vô thì chắc chắn là tan rồi. Dạ. Đúng không? Bari là yếu nè, nhớ nha, bari yếu, thằng này mạnh, tuy nhiên nó ngoại lệ. Ngoại lệ. Hai thằng này ngoại lệ này phải nhớ. Còn thằng này là theo luật thì nó là gì? Nó là kết tủa rồi. Rồi câu số 15, đồng 2 hydroxit có màu gì nhỉ? Có màu gì? Thì nhớ đồng, cái muối đồng hay là dung dịch bazơ đồng thì đều có màu xanh. À. Rồi xét hai hydroxit có màu gì em? Thì đây chính là màu trắng xanh xanh, thì màu sắc của một số cái hydroxit chúng ta cũng phải nhớ. Còn FeOH 3 lần thì có màu nâu đỏ. Màu đỏ nhá. Yeah. Rồi chất nào sau đây không bền ở nhiệt độ thường? Thì em chọn đáp án nào đây? Alo. Chất nào không bền ở nhiệt độ thường? Thì đây chính là gì? Hai các axit yếu nè, chúng ta gặp rồi nè, H2SO3 này nó không bền. Khi mà chúng ta phản ứng và sinh ra cái axit này lập tức nó chuyển thành CO2 và nước. À, tương tự như thế thì cái này cũng vậy nè, ta chọn đáp án C. Được chưa nào? Được chưa? Đó, thì tiếp theo vì câu 21 cho dung dịch axit huyết lỏng đúng không? H2SO4 cộng với cái muối natri carbonat. Thì cái này ta học rồi. Acid cộng với muối thì sinh ra cái gì em? Viết sản phẩm coi. Gặp vỡ coi nào nha. Hello. Em là Na2SO4. Rồi. Cộng với CO2. Cộng cho. Cộng với H2O. Đúng rồi, đáng lý ra thì theo quy luật, theo cái chất chất học là tạo ra muối. Muối mới là Na2SO4 và axit mới ra là H2SO3. Tuy nhiên H2SO3 không tồn tại nha. Mà chúng ta phải phân hủy ngay thành CO2 và nước. Chứ còn em viết H2SO3 vô bị sai ngay. Cho nên ở đây là khí carbonic. À, xin lỗi là khí carbon dioxide. Nhầm nha. Rồi tương tự thì co dung dịch axit chloric tác dụng với muối kali sulfit thì thu được khí nào sau đây? Đây là nhanh được không? Cái này tương tự thôi. Cái này bây giờ ta vận dụng cái điều kiện vẫn trao đổi vô đúng không? Đó. Để chúng ta làm. C thì ạ. Lưu hành dioxit, đúng rồi, lưu hành dioxit nha. Và SO2. Yeah, SO2. Rồi câu 23, bạn Minh nãy giờ đâu im ru rồi. Thấy là đi đâu rồi. Minh ơi. Rồi câu 23. Rồi chúng ta có thể chat vào nha. Và ba thì mic không mở được thì chúng ta tự chat vào, được chưa nào? Không có lý do. Câu 24. Câu 23 đi Minh ơi, chat vào đi. Chọn đáp án nào nó nhanh mà gõ một cái là enter là rồi. B. Bây giờ ở đây chúng ta nhớ là muối
Marge, Adidas. Bây giờ chúng ta phải nhớ cái điều kiện khoản trao đổi. Muốn trao đổi được thì các chấp tham gia phải phải tạo. Thứ hai là cái sản phẩm á, phải có ít nhất một trong các loại chất sau, đó là chất cái tủa, chất gì, chất quay hơi hay là chất khí đấy. Thật ra ngoài còn có nước. Bây giờ rõ ràng cái nước ở đây chính là cái phản ứng giữa axit của 3 giờ thì ta lược đi rồi. Bây giờ chỉ còn là gì, ba cái phản ứng liên quan đến muối, đúng không? Muối cộng với axit, muối cộng với 3 giờ, muối cộng với muối. Thì rõ ràng ở đây thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào phù hợp. Bây giờ coi kiểm tra magie nitrat có kết hợp được với bạc nitrat hay không. Ừ, được không? Alo. Biết là thôi, bây giờ chúng ta sẽ có là magie nitrat nè. Cộng với gì? Để xảy ra phản ứng. Bây giờ nếu như bạc nitrat thì có được hay không anh ơi? Rõ ràng thì bây giờ phản ứng trao đổi thì đó là magie thì không thể là nó trao đổi là nitrat à. Và bạc thì nó đang coi như là nó không có xảy ra rồi. Cái này là chắc chắn là không xảy ra đúng không? Do nó phải trao đổi với nhau để nó tạo ra các chất sản phẩm mà. Tiếp theo ví dụ magie cộng HCl. Tiếp theo quy luật là muối cộng axit sẽ là muối mới và axit mới, nhưng mà phải có điều kiện của nó nữa, đúng không? Thì đây chúng ta nói là gì? Nếu như phản trao đổi xảy ra thì tôi viết cái sản phẩm ra thôi. Và sau đó đối chiếu điều kiện sản phẩm là nó thỏa mãn thì xảy ra, còn không thì chúng ta bị sai. Có đúng như vậy không? Đúng chưa? Rồi. Theo cái phản ứng trao đổi thì nó chỉ trao đổi như thế này. Đó, ta nói rồi, cái phần này rất quan trọng nha. Điều kiện phản ứng trao đổi mà chúng ta không có biết được là loạn ra lên đấy. Được chưa nào? Và bây giờ trong bốn cái phản ứng này thì rõ ràng ta gợi ý rồi, một phản ứng đầu tiên là không xảy ra. Bây giờ ba phản ứng còn lại coi thì phản ứng nào mới chọn đây. Alo, phản ứng thứ hai cộng với HCl thì ông Hằng là có xảy ra hay không? Chắc chắn chỉ có một đáp án đúng rồi. Alo, alo. Dạ. Phản ứng thứ hai xảy ra không em? Em thấy là HCl. Hả? À? Cái phản ứng giữa magie nitrat và cộng với axit này có xảy ra hay không? Có rồi ạ. Có, vì sao? Bây giờ thứ nhất là chúng ta coi lại điều kiện phản ứng trao đổi coi. Thỏa mãn chưa? Các tham gia phản ứng cả hai chất này đều tan đúng không? Magie nitrat thì biết là đó là muối tạo bởi kim loại yếu, nhưng mà axit mạnh thì nó tan. Nhưng mà cái sản phẩm ở kia này, chúng ta coi thử coi nó có ba một trong các cái dạng mà chúng ta đưa ra không? Chất kết tủa, chất khí hay là nước hay không? Ở đây không có nước thì chúng ta bám phải coi chất kết tủa hay không? Tuy nhiên là chất khí chúng ta nhận biết được rồi đúng không? Bây giờ kiểm tra xem là có kết tủa hay không. Tuy nhiên HNO3 không thể nào kết tủa rồi. Bây giờ magie clorua kiểm tra coi. Học rồi. Magie clorua thì theo em là tan hay không tan nhỉ? Hẹn. Magie clorua tan hay không tan? Vừa mới học xong cái quy luật tan của muối rồi, sao là giờ trả lời không được tan nhỉ? Hello.
Rồi bạn Minh con nào trả lời tại rồi câu số 2 có phải xảy ra không? Alo. Alo. Lật cái bảng tính tang ra mà hàng Minh. Muốn biết cho là lật bảng tính tang ra được chưa? Lật bảng tính tang ra giúp tôi thời đi. Rồi tra ra, rồi biết tra chưa? Biết tra bảng tính tang chưa? Trước lại hướng dẫn rồi. Anh, bây giờ trả lời lại coi, tra bảng tính tang ra thì nó thói là gì? Magia có lâu đua tang hay không tang? Anh đi nào, bây giờ học xong rồi, bây giờ chữ đã trả lại hết rồi. Anh, cho tôi biết rồi anh ơi. Alo. Dạ. Em thấy là hoa sẽ gấu rua là tan ạ. À, như vậy rõ ràng là cái chất sản phẩm đều là gì, nó không có kết tủa, cũng không có chất khí đúng không, cũng không có nước. Và là phản ứng này nó vi phạm cái điều kiện sản phẩm rồi, cho nên phản ứng này không xảy ra đúng không? Không xảy ra. Đúng chưa? Tương tự như phản ứng thứ hai, thứ ba thì xét xem có xảy ra không Minh. Có không? Thứ nhất rõ ràng là hai chất tham gia phản ứng này đều là gì, thoát này đều tan hết đúng không? Đúng không nào? Cao hát thì thoát là 3 giờ, mạnh thì tan rồi đúng không? Được chưa? Vì phản thứ ba mình trả lời cho xem nào là tan hay không tan. Alo. Đó, cái bằng lý thuyết mà không nắm được thì chắc chắn bài tập thì sao chúng ta viết phương trình được. Alo. Mình cho thầy biết xem nào tan hay không tan đây. Xảy ra hay không xảy ra nào. Bây giờ ta kiểm tra cái điều kiện sản phẩm tham gia phản ứng là thỏa mãn chưa? Hey. Alo. Em thấy đây là điều kiện tham gia. Điều kiện tham gia là thỏa mãn rồi đúng không? Dạ. Biết điều kiện mà có chất sản phẩm coi. Là tan thì ạ. À, canitat là tan đúng không? Là dạ. Magie hydroxid lật bảng tính tang ra coi nào. Chứ không được nói một cách lật cái bảng tính tang ra coi. Magie hydroxid kiểm chứng bằng bảng coi nào. Tan hay không tan? Lật bảng bài bản chúng ta ở Visual Studio Core ra. Đó là tan hay không tan? Alo, chúng ta học rồi về tính tan của 3 giờ rồi. Chúng ta có những 3 giờ nào tan? 5 cái 3 giờ tan còn nhớ không? Thì còn lại là gì? Không tan, đúng không? Alo. Em thấy đây là KOH là tan. Không, tôi nói cái sản phẩm kia. Em thấy là tan thì ạ. Magie hydroxid kìa, tan hay không tan? Ta nói cái sản phẩm, cái tham gia là thỏa mãn rồi. Bây giờ kiểm tra sản phẩm coi. Cái sản phẩm là phải gì? Đọc kỹ lại cái chỗ điều kiện phản trao đổi xảy ra, hiểu cái lý thuyết nói gì không? Một phản ứng trao đổi xảy ra khi nó thỏa mãn đồng thời hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đối với các chất tham gia phản ứng là nó phải tan, trừ khi có mấy acid tham gia. Đó, thì bây giờ xét cái điều kiện và các chất tham gia phản ứng là
magie nitrat là theo cái lục tan của muối là tan rồi này, cao hát nó là 105 cái bây giờ tan, cho nó thỏa mãn điều kiện thứ nhất. Bây giờ kiểm tra điều kiện thứ hai, đó là sản phẩm tạo ra này nó phải thuộc một trong các cái dạng sau, đó là chất khí, chất kết tủa hay là chất bay hơi. Xin lỗi, là chất khí này, chất kết tủa hay là nước. Đây, một số cái axit yếu khác nữa. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra xem là magie hydroxit có phải là gì đây, nó rơi vào một trong ba trường hợp đấy hay không. Hiển nhiên là bây giờ nước không thể rồi, khí, chất khí cũng không phải rồi. Bây giờ kiểm tra là cái điều kiện kết tủa, hai sản phẩm đó kiểm tra coi có nào chất kết tủa hay không. Nếu có thì phản ứng trao đổi xảy ra, còn không có thì không xảy ra, đúng chưa? Không tan thì ạ. Không tan đúng không? Không dạ. Tan thì rõ ràng là phản ứng này xảy ra không? Có. Cho nên chúng ta sẽ chẳng hay xảy ra vì cái sản phẩm có tạo ra kết tủa. Cho nên chỗ này chúng ta chỉ chọn là cái đáp án là đáp án C. À, tương tự phản ứng này chúng ta thấy là gì? Thằng này tan. Thằng này tan luôn. Đó, thì rõ ràng là không phản ứng xảy ra được. Được chưa nào? Không có thể xảy ra được. Được chưa? Chúng ta hiểu được chưa nào? Rồi bây giờ câu 24, bạn Minh cho thầy biết. Ở đây chất rắn nào, dung dịch nào sau đây có thể hòa tan được canxi carbonat? Thì chú ý cho thầy, đối với cái muối không tan thì chỉ có một số cái, thì ta chọn đó chính là gì ạ? Canxi carbonat này thì nó chỉ tan được trong một số gì đó, kết tủa mà thôi, xin lỗi, axit mà thôi. Được chưa? Đúng không? Cho nên chính vì thế thì nó mới vấn này mới xảy ra được, đúng không nào? Được chưa nào? Thì tôi viết chỗ này được không? Nếu có thì tan được thì nó tạo ra gì? CaCl2 cộng cho CO2 và cộng cho nước, được chưa? Có đúng chưa nào? Rõ chưa? Rồi, được chưa? Rồi câu 25. Dung dịch N2SO3 tác dụng được của dung dịch nào sau đây? Minh, chúng ta chọn đáp án nào đây em? Hello. Rồi câu 25 hàng trả lời cho thầy coi nào. Na2SO3 có tác dụng với nào được? Để mà tham gia phản ứng được thì chúng ta phải có cái điều kiện nó, đúng không? Bám điều kiện vô. Thì là Na2SO3 là gì? Tan hay không tan nhỉ? Câu KCl. Tôi và Minh chọn KCL, đáp án B. Thì bạn Hành chọn đáp án nào đấy? Bạn Hành chọn đáp án nào? Hello? Dạ. Em chọn đáp án nào? Hello? Nói không rõ nha, nói không nghe. Bây giờ chúng ta cộng với KCl thì coi. Rõ ràng là hai chất tham gia này trao đổi được với nhau hay không? Xét về điều kiện tham gia thì nó thỏa mãn rồi. Nhưng bây giờ sản phẩm tạo ra coi thử coi nó có thỏa mãn hay không? Minh. Chúng ta có căn cứ chứ không phải chúng ta chọn đại đâu. Được chưa nào?
Alo, chỗ này các em không rõ hiểu à? Viết cái sản phẩm của phản ứng ra coi cho xem nào. Trao đổi coi nè. Hàng, nếu viết không được thì Hàng viết cho thầy xem. Em đưa đây là NaCl2 cộng cho CO2. Ủa sao là NaCl2 em? Cái muối bây giờ hóa trị phải nhớ cho em nhớ. Bây giờ natri hóa trị mấy? Hóa trị 1 đúng không? Dạ. Dạ. Clo hóa trị 1 thì công thức của nó phải là gì? NaCl. Tiếp theo là gì? CO2. CO2 đâu ra? Và phần trao đổi mà em. Natri nó kết hợp với clo, còn phần còn lại là kali nó kết hợp với cái nhóm CO3 này mà. Ra siêu K gì đây? CO2. Xem mới đấy, trao đổi thành phần cái đâu có thay đổi cái thành phần nó lại được ban là CO3, gốc CO3 thì nó kết hợp với gì? CO3. Ba chứ tự nhiên thay đổi thành CO2 chi em? Là phản ứng trao đổi mà nó trao đổi thành phần với nhau thôi. Thì chỗ này là phải K2CO3 đúng không? Nhưng mà em thấy cái hai sản phẩm này thì sao nào? Nó có thỏa mãn không? Thứ nhất là nó có kết tủa hay không? Hay là có chất khí hay không? Hay là có nước ở trong đó hay không? Alo. Đã tự gợi ý rồi đó. Bây giờ ra bảng tính tan ra thôi. Nếu nó không phải là chất khí thì nước thì chúng ta tra bảng tính tan nó phải có kết tủa hay không? Mà ở đây thầy này giảng rồi, NaCl là tan hay không tan, K2SO3 tan hay không tan. Hẹn. Không Alo. tan đi ạ. Cái NaCl không tan hả? Dạ. Vậy, thầy dạy rồi mà ta. NaCl NaCl nó tạo bởi thành phần mạnh hay là yếu ta nhỉ? Muối cái natri này nè, nó là mạnh hay yếu nha, ta đã dạy rõ ràng rồi mà ta, thầy ghi cụ thể luôn mà. tan thì ạ. À, Nửa chưa? sư Tan đúng không? Tan tan tốt thì hay ạ. K2SO3 tan hay không? Em đưa thầy là Xét thành phần thôi, kali là mạnh hay yếu? kali Hả? là mạnh mạnh. Mạnh mạnh thì cứ tan cho thầy, có một cái yếu tố mạnh vô thì tan, chúng ta hiểu được chưa nào? Muối Dạ. tạo bởi ít nhất một cái thành phần mạnh này tan, phải cho đây mạnh nè, cái đây mạnh luôn nè, tan. Nhưng mà rõ ràng là hóa ra thì cái sản phẩm cũng đâu có xuất hiện kết tủa đâu, đâu cũng có bay hơi, đâu có gì nước, cho nên vẫn này gì không xảy ra được, được chưa nào? Câu B không thể xảy ra được rồi. Tương tự thì câu A không xảy ra được đúng không? Được chưa? Rồi bây giờ câu 26. Chất nào sau đó tác dụng được với dung dịch KH2SO3? Đó thì câu này á thì chúng ta phải nhớ về cái tính chất của nó, thì ở đây chúng ta nhớ là KH2SO3 không? Nó tác dụng với HCl. Cái muối axit này nè tạo thành là KCl cộng cho CO2 và nước, nó giống như là KH2SO3 vậy á. Như vậy ở đây thì chọn đáp án là C. Rồi chưa? Còn nếu như mà nó tác dụng với 3 giờ thì sao em? Thì nó tạo thành là còn cho nước được chưa nào? Rồi chất nào sau đây tác dụng với bari sulfat tạo ra kết tủa em? 27. 27 là chọn đáp án nào đây? Nhanh.
Thì đây á, thì chúng ta nhớ là ở đây chúng ta chọn đáp án chúng ta B này chưa nào, bari thì ở đây nó cộng với là K HCO3 hai lần thì nó sinh ra là hai ký kết tủa luôn. Được chưa? Nhớ chưa nào? Nhớ chưa bạn Minh? Đó, được chưa? Nhớ chưa? Rồi thì bây giờ câu 28, chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch bạc nitrat? Thì chọn đáp án nào em? Các bạn tính tan ra. Bây giờ rõ ràng ta biết cái bạc nitrat đi nè, cái bạc nitrat mà em cộng với axit đúng không? Bây giờ cộng với HCl được rồi. Nó có xảy ra không? Có kết tủa hay không? Ừ, có hay không? Biết sản phẩm của anh Minh này. Ừ, câu 28. Câu 8 viết thử ra coi hình. Viết phản ứng ra rồi. Em thì là còn do gì? Cùng cho H2O. Là H2O trong này. Ừ. Muối cộng với axit mà em học thuộc tính chất chưa? Muối cộng với axit sinh ra cái gì? Em thế này. Muối cộng với axit thì sinh ra muối mới và axit mới chứ. Sao là biết như thế? Thì cái này là khác gì? HNO này. Sao là HNO? HNO3. Thì em cứ ghép thành phần lại thôi chứ em thay đổi thành phần kia em nó thì sai. Em hiểu không? Cái bạc nitrat thì gồm có hai thành phần, đó là gì? Kalium là bạc và gốc axit là NO3. Hiện nay là hydro với clo, bây giờ ta ghép trao đổi thành phần với nhau, bạc cộng nó được ghép với Cl trừ và H cộng ghép với NO gốc NO3. Hiểu đơn giản mà thôi. Chị em viết sao mà bị sai vậy? Bạn trao đổi nó dễ viết mà. Hiểu chưa? Alo. Hiểu chưa hẹn? Alo. Dạ. Rồi thì bây giờ đối với câu 28 thì chúng ta viết như thế này, rõ ràng là không tạo ra kết tủa nha. Thì bây giờ âm thoát bạc clorua thì đây là một kết tủa rồi. Dĩ nhiên chúng ta không chọn đáp án này. Tương tự như thế thì khi trao đổi với nhau thì cái này tạo ra bạc 3B4 cũng không tan cho nên không chọn này. Tương tự như thế thì nó tạo kết hợp bờ chắc là chọn người đáp án D được chưa, thì cái này do tạo ra gì đây được chưa nào. Đó thì về nhà nói rồi, về nhà chúng ta coi lại phần lý thuyết một tí nha, đọc kỹ cho hiểu, chỗ nào không hiểu thì hỏi lại, được chưa nào.